Thưa quý vị và các bạn, còn hơn một tuần nữa thì P-Channel sẽ khai trương. Sự tò mò nó át hết cái tâm trí của tôi vì giá của nó là rất quan trọng cho giá Pi khi mainnet mở. Điểm qua tin từ Twitter một số nước thì sự đồng thuận của nó vẫn còn nhiều cách xa. Các nước ASEAN như là Philippines, Indonesia, Malaysia thì sự đồng thuận chủ yếu là dưới 1.000 đô, phổ biến khoảng 314 đô trở lại, còn từ 6.700 đô la Mỹ hay là 314.000 cũng có nhưng mà rất ít. Riêng hòn đảo du lịch Bali có một nhà hàng đồng thuận 314.000 đô. Nếu bạn nào mà đi du lịch đến đó ấy, thì các bạn yên tâm không lo bị đói. Đây, các bạn xem này, một cái nhà hàng tại Bali đã chấp nhận đồng thuận 1p bằng 314 đô la Mỹ. Đấy, đây là những cái thông tin từ những cái trang Twitter. Riêng Trung Quốc có cái lượng Pioneer, người đào Pi đông đất đông nhất và cái hệ sinh thái phát triển nhất. Đó cũng là nơi mà cuồng đồng thuận nhất. Họ như một đầu tàu ì ạch lôi những cái toa tàu Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Indo. Rất ít cái sự đồng thuận dưới 6.700, nếu có thì chỉ tập trung ở những cái cơ sở nhỏ lẻ. Còn chỉ tập trung lại hai cái giá đồng thuận chủ yếu là 6.700 và 314.000 sẽ lên kệ trong P-Channel trong thời gian sắp tới. Họ lên kế hoạch đồng thuận rất bài bản, các pioneer là những người có trình độ nhất định, có vận động hậu trường, các doanh nhân, họ tổ chức hội thảo trực tuyến trực tiếp với những cái mục đích phải đạt được 314.000 đô. Và khi một doanh nhân đồng ý thì họ làm clip giới thiệu sản phẩm và khẳng định thanh toán bằng Pi với tỷ giá 314.000 đô, sau đó công khai trên Twitter. Nếu đến nay có hơn 700 doanh nhân đã đồng thuận. Một cái cô tên là Doris Jeans là cầu nối giữa các cái doanh nhân với hệ thống trung tâm thương mại cả nước. Đây là cô Doris Jeans này. Đấy. Hệ sinh thái Pi đang phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Các cái thành phố lớn như là Hợp Phì, Đại Liên, An Huy đều có những cái doanh nhân lớn đồng thuận 314.000 đô, bao gồm các cái sản phẩm như là bất động sản, đấy, xe cộ, hàng hóa thiết yếu. Đặc biệt họ dự định biến thành phố Jindong Eco City thành một thành phố sinh thái sử dụng đồng Pi 314.000 đô. Đấy. Các bạn xem. Họ chẳng sợ gì, có lẽ lời nói của ông phó giám đốc ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã làm họ tin tưởng. Đấy. Còn riêng với Pha Châu và Paixinmiu vẫn im lặng sau cái sự cố lùm xùm với các pioneer mà tôi đã từng nói. Có lẽ họ vẫn còn giữ được cái mức giá là 6.700 đô như trước, và vì cái khoảng cách 6.700 đô và 314.000 đô nó quá lớn và chẳng thể cân bằng được nên họ thận trọng cũng thôi. Đấy, thưa các bạn, đây là những cái bài viết được tổng hợp từ trên Twitter của một cái nickname. Đây, mình xem bạn này là bạn nào. Quý Hùng Mai ở trên diễn đàn V Network, có thể bạn ấy dịch lại những cái bài viết từ trên trang Twitter của những cái nhân vật mà ở bên Trung Quốc. Đây, cô Doris Jeans vừa mới nói ở trong cái bài phân tích ở phía trên. Mr. Sun từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoạch định bất động sản An Huy hỗ trợ 314.000 đô để mua bất động sản ở An Huy, Trung Quốc. Mời các bạn nghe bài phát biểu của ông trong cuộc họp tại Tencent. Đấy, các bạn xem, đây là những cái bài link trên Twitter. Công ty tiếp theo, một cái bài khác, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đại Liên Taimyuan, tổng giám đốc là ông Lu Tencent, bài phát biểu ở cuộc họp bán ô tô và tất cả các loại hàng hóa, kể cả thực phẩm, ủng hộ với cái giá GCV là cái gì mình không rõ lắm, 314.000 đô. Và tôi vừa biết bài phân tích về phí phiên âm số 0.01 và hỗ trợ chiến lược CT, cái này dịch thì nó có vẻ hơi cái phí giao dịch là 30.01. Đấy. Đây là những cái mức giá của chiếc loại xe chỉ có 0.1 pi thôi các bạn. Thật sự là nếu mà những cái con số này mà mới được đồng thuận tại Việt Nam thì chắc là ra đường chạy đầy mẹt rồi các bạn ơi.
Đây là hình ảnh của một cái nhà bếp tại Bali, khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Indonesia, đồng thuận với mức giá là 314.000 đô một pi. Đó, các bạn xem rất nhiều những cái bài như bài viết như vậy để cho thấy rằng là khắp mọi nơi trên thế giới đang rất là sôi sục với cái dự án Pi Network này, và chờ đợi xem cái thời điểm là ngày 25 tháng 8 là cái ngày mà dự kiến Pi Channel mở chính thức khai trương và cho phép giao dịch thử trao đổi hàng hóa bằng đồng Pi Coin, và chúng ta sẽ hóng chờ xem những ngày đấy sẽ xuất hiện những cái giao dịch gì và cái mức đồng thuận của cái đồng Pi nó cao như kỳ vọng của chúng ta hay không nhá. Rồi ok, mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Pi Network nói chung, cũng như việc KYC, việc mainnet, việc chạy Pi Node, việc trao đổi hàng hóa bằng Pi Coin để gửi tới quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip khác nha.